Ngày 3 tháng 10 năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gửi văn bản số 8176 BKHDT-PTSTDT đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, tập trung vào việc giải quyết các khó khăn và vướng mắc mà nhiều dự án quốc gia quan trọng và các dự án trọng điểm không hiệu quả, chậm tiến độ đã đối diện trong nhiều năm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ủy nhiệm Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh để chủ trì và phối hợp với các cơ quan và đơn vị liên quan để tổng hợp báo cáo về tình hình của các dự án quốc gia và các dự án trọng điểm không hiệu quả, chậm tiến độ. Báo cáo cụ thể đề cập đến dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê và nhấn mạnh các vấn đề cần được giải quyết. Trong đó, có sự thất vọng về quy trình đầu tư, xây dựng và khai thác mỏ, cũng như mức độ nghiên cứu về điều kiện địa chất thủy văn và địa chất công trình. Công nghệ khai thác và chế biến hiện tại không phù hợp với đặc thù địa chất mỏ, đe dọa tính khả thi của dự án và gây ra rủi ro, mất an toàn và sự cố môi trường trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, các vấn đề khác như phương thức vận chuyển quặng không hiệu quả và thị trường tiêu thụ không ổn định cũng đã được phân tích và nêu rõ. Dự án có khả năng gây ảnh hưởng đến nhiều lao động vùng mỏ và các nguồn thu nhập, ảnh hưởng đến kinh tế và xã hội của địa phương. Do đó, các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh đề xuất chấm dứt dự án để bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường ven biển miền Trung, và ngăn ngừa các vấn đề rủi ro và hệ lụy môi trường. Việc này cũng đảm bảo sự an toàn và ổn định của khu vực và hệ thống giao thông của tỉnh. Dựa trên một đánh giá toàn diện, khách quan và cân nhắc nhiều khía cạnh, tỉnh Hà Tĩnh đã đề xuất chấm dứt dự án khai thác và tuyển quặng sắt Thạch Khê sớm nhằm khắc phục những tác động và hệ lụy đã kéo dài sau 12 năm tạm dừng triển khai dự án. Dự án này do công ty cổ phần sắt Thạch Khê làm chủ đầu tư và nằm trên địa phận 5 xã thuộc huyện Thạch Hà, Thạch Hải, Thạch Khê, Đỉnh Bàn, Thạch Trị và Thạch Lạc. Tài nguyên mỏ quặng sắt trong dự án đạt 554 triệu tấn, đánh giá là mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 14.517,2 tỷ đồng và diện tích sử dụng đất gồm 4.821 ha, trong đó có 3.898 ha đất liền và 923 ha lấn biển. Công ty cổ phần sắt Thạch Khê đã thực hiện các hoạt động chuẩn bị từ tháng 12 năm 2008 như bóc đất thử nghiệm công nghệ và tiếp tục bóc đất tầng phủ đến độ sâu trừ 34 mét. Tuy nhiên, từ tháng 8 năm 2011 đến nay, dự án đã dừng triển khai. Cần quan tâm đến việc bảo vệ môi trường và ngăn ngừa các vấn đề rủi ro và hệ lụy môi trường, đặc biệt là môi trường ven biển miền Trung. Việc chấm dứt dự án cũng nhằm đảm bảo an toàn và ổn định cho khu vực và hệ thống giao thông của tỉnh.